chính quyền vùng Kherson thông báo trên Telegram ngày 22 tháng 10. Do tình hình căng thẳng ở mặt trận này, nguy cơ pháo kích hàng loạt vào thành phố và nguy cơ bị tấn công khủng bố gia tăng. Tất cả dân thường phải ngay lập tức rời thành phố Kherson, trung tâm hành chính của vùng Kherson và băng qua tảng ngạn sông Dnieper. Chính quyền vùng Kherson cũng cho biết tất cả cơ quan của chính quyền ở thành phố Kherson cũng nên rời đi. Họ thúc giục mọi người lên thuyền băng qua sông Dnieper. Theo hãng tin Reuters, trước đó hàng ngàn dân thường đã rời đi trong những ngày qua. Họ di chuyển qua sông Dnieper sau khi có cảnh báo quân Ukraine sẽ tiến hành một cuộc tấn công nhằm tái chiếm thành phố Kherson. Vùng Kherson là một trong bốn vùng của Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập gần đây bất chấp sự phản đối của Kiev và các nước phương Tây. Trước đó, hôm 20 tháng 10, Tổng thống Ukraine Zelensky cáo buộc Nga đặt mìn tại đập thủy điện của nhà máy thủy điện Kakhovka ở vùng Kherson. Tuy nhiên, phía Nga lại cho rằng Kiev mới là bên lên kế hoạch cho nổ tung con đập này. Con đập của nhà máy thủy điện Kakhovka được xây dựng trên sông Dnieper, nằm trong khu vực hiện do quân Nga kiểm soát và không xa tuyến liên lạc với lực lượng Ukraine. Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky, cáo buộc Nga lên kế hoạch phá hủy con đập này để làm ngập vùng hạ lưu sông Dnieper nhằm ngăn chặn cuộc tiến công của quân Ukraine và bảo vệ quân Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky nói nếu con đập này bị phá hủy, kênh đào Bắc Crimea sẽ biến mất và sẽ có thảm họa với quy mô lớn.